mình cảm ơn quý vị. Nếu chiếc rất là vất vả chuẩn bị từng chút một. Và đến khi thì Hương mới thấy rằng là để quay được những shot hình như vậy cũng không có đơn giản. Mệt không? Quá mệt. Phải đá. Lần này mình rất là vui. Rất là vui. Đẹp. Trước tiên thì Hương nghĩ rằng đây là một cái ekip rất là dễ thương. Mọi người thì rất là nhiệt tình trong công việc. Vì Hương nghĩ là làm công việc này thì cũng phải là một phần rất lớn là những cái sự đam mê và cũng phải nghệ sĩ. Khi Hương làm việc với mọi người thì Hương thấy đây là một ekip rất là... Tức là họ dồn hết cái tâm sức vào cái công việc của mình. Và đến khi thì Hương mới thấy rằng là để quay được một cái shot hình như vậy cũng không có đơn giản. Mình thấy là ekip rất là vất vả, chuẩn bị từng chút một mới có thể thực hiện được một cái shot quay như thế. Và cũng xin được, có lẽ là Hương phải thay mặt cho Hội Bảo vệ Động vật của châu Á, Thái Bình Dương, đó là Hội Bảo vệ Động vật TETA và báo tin nhanh.vn là hai đơn vị đồng hành tổ chức chương trình trong gửi tình thương này, và Hồ Bình Hương nữa là người tham gia thì đã có thêm nhiều những cái người bạn đồng hành cùng góp sức để góp lên những cái điều ý nghĩa như thế này cho cộng đồng, một chương trình bảo vệ động vật.